Xin kính chào quý vị và bà con xa gần thân mến. Hôm nay kênh Cuộc Sống Việt muốn chia sẻ video biên hòa chùa Ông Cù Lao Phố năm Kỷ Hợi 2019. Chùa Ông được xây dựng vào năm 1664 để là ngôi chùa của người Hoa, được xây dựng sớm nhất ở Nam Bộ, gắn liền với sự thịnh vượng của lịch sử. Cộng đồng người Minh Hương ở vùng đất phương Nam tọa lạc trên một khu đất đẹp khoảng 3.000 mét vuông bên tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc ấp Dị Hòa, xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 2 km. Sách xưa gia định thành thống chí có viết: ở phía nam Cù Lao Phố, phía đông đường Tam Giai, ngó đến sông nước, có đắp tượng cao hơn một trượng, phía sau là Quan Âm Bồ Tát hoài bao tường gạch, phía trước có hai con lăng bằng đá ngồi hai bên. Đó, các bạn nhìn thấy đó, mấy người Đài Loan đang đi viếng chùa ra các bạn. Và xung quanh đó là có mấy người ta bán chim để phóng sanh. Bữa rằm thì rất là đông. Đó, rồi bên đây tay phải thì
thì bán nước mía phía trước chùa thì có sông Đồng Nai. Đây là cái bản sơ đồ thiết kế bản vẽ cổ miếu xưa để lại. Như vậy chùa ông được bao nhiêu lần trùng tu qua nhiều năm, gồm có năm 1817 rồi đến Mậu Thìn 1868 và đến năm Giáp Ngọ 1894, qua nhiều lần trùng tu liên tiếp đến năm 1968 và 1969, cho thấy đây là những lần trùng tu trang trí lại hoàn hảo nhất cho chùa các bạn. Trước cổng chùa, quý vị và bà con nhìn bao quát toàn bộ ngôi chùa, chúng ta thấy điểm nổi bật là tổng thể kiến trúc đồ sộ lộng lẫy, nhiều màu sắc và rất dễ dàng nhận ra đây là ngôi chùa của người Hoa. Cấu trúc của ngôi chùa, màu sắc trang trí và tô vẽ những màn đề tài bằng gốm men màu trang trí trên nóc chùa. Đó các bạn, ngõ bên trái là cái đường đi xuống sông, mỗi lần rằm là người ta mua cá thả phóng sanh các bạn. Đặc biệt là bên phải chùa có cây gia rất lớn. Điểm nổi bật của chùa ông là thể hiện kết cấu và trang trí. Có một nét độc đáo là ở hành lang phía trước, các thanh xà ngang, có kèo và những con thể hiện kết cấu và trang trí. Ở hành lang phía trước chùa, những thiết kế điểm nổi bật của chùa ông là thể hiện ở kết cấu và trang trí đường nét chinh phục. Những phiến đá gỗ to gồ ghề được chạm khắc rất tinh xảo. Và các đề tài chủ đề cổ điển, cung lễ múa hát cung đình, hôm nay rồng phụng.
Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và bà con xa gần đã xem.